Thưa quý vị, những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến việc ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, tốt nghiệp cử nhân luật hệ tại chức năm 2019, thế nhưng năm 2021 đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội, tức là chỉ trong vòng 2 năm, Thượng tọa Thích Chân Quang đã lấy được bằng tiến sĩ. Cuối giờ chiều 25 tháng 6 năm 2024, Trường Đại học Luật Hà Nội đã gửi thông cáo báo chí tới các cơ quan truyền thông, thông báo về quá trình đào tạo tiến sĩ của học viên Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, người gây ồn ào trong dư luận xã hội về việc lấy bằng tiến sĩ trong vòng 2 năm, trong khi trước đó chỉ có bằng đại học tại chức ngành luật. Theo thông cáo, ông Vương Tấn Việt sinh năm 1959, trúng tuyển văn bằng 2 khóa 1 trình độ đại học luật. Hình thức vừa học vừa làm của Trường Đại học Luật Hà Nội mở tại Trường Cao đẳng Bách Việt, thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1 năm 2017, tốt nghiệp vào tháng 1 năm 2019. Văn bằng 1 của ông Vương Tấn Việt là tốt nghiệp Đại học ngành Tiếng Anh năm 2001 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội. Sau đó, tháng 11 năm 2019, ông Vương Tấn Việt trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B, niên khóa 2019-2023. Tháng 12 năm 2021, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Tháng 3 năm 2022, được cấp bằng tiến sĩ ngành luật hiến pháp hành chính. Trong thông cáo, Trường Đại học Luật Hà Nội nêu cụ thể các căn cứ pháp lý áp dụng cho quá trình đào tạo đối với học viên Vương Tấn Việt. Căn cứ tuyển sinh, đối tượng và điều kiện dự tuyển, xét tuyển và trúng tuyển, tiến trình đào tạo, thời gian đào tạo. Về đối tượng và điều kiện dự tuyển, trường hợp ông Vương Tấn Việt thỏa mãn các yêu cầu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Trường Đại học Luật Hà Nội quy định. Theo đó, khoản 1, điều 5, thông tư số 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ có quy định sau. Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau: có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ. Trước khi tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội đã thông báo tuyển sinh với điều kiện dự tuyển phù hợp với quy định của thông tư số 08. Ông Vương Tấn Việt tốt nghiệp cử nhân luật loại giỏi, vì thế ông Vương Tấn Việt phù hợp với đối tượng và điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngoài ra, thông tư số 08 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định người dự tuyển nghiên cứu sinh là tác giả của một bài báo hoặc báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu, hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời gian 3 năm, tức 36 tháng, tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Thông tư số 08 cũng yêu cầu người dự tuyển có văn bằng chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ, văn bằng được xem đủ điều kiện, làm minh chứng là bằng tốt nghiệp đại học, các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp. Ông Vương Tấn Việt thỏa mãn cả hai điều kiện này trước khi trúng tuyển nghiên cứu sinh Trường Đại học Luật Hà Nội, có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh, là tác giả một báo cáo khoa học in trong kiểu hội thảo khoa học quốc tế có phản biện năm 2017. Trong tiến trình đào tạo, từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, ông Vương Tấn Việt đã hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Từ năm 2020 đến năm 2021, ông Vương Tấn Việt đã hoàn thành 7 học phần của chương trình đào tạo tiến sĩ. Khi đánh giá chuyên đề tiến sĩ và bảo vệ luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội nhận thấy ông Vương Tấn Việt đã thỏa mãn các yêu cầu sau: hoàn thành các phần học bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ, đã công bố 2 báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kiểu hội thảo quốc tế có phản biện, được tập thể hoặc người hướng dẫn nghiên cứu sinh đồng ý cho đăng ký luận án ở đơn vị chuyên môn, đã hoàn thành bảo vệ chuyên đề tổng quan 3 chuyên đề luận án. Xét nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo, đã nộp luận án vào Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội và Thư viện Quốc gia, Trường Đại học Luật Hà Nội đã cấp bằng tiến sĩ cho ông Vương Tấn Việt. Về thời gian đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết tổng thời gian đào tạo tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt kể từ khi được công nhận nghiên cứu sinh tháng 12 năm 2019 đến khi có quyết định công nhận học và cấp bằng tiến sĩ tháng 3 năm 2022 là 2 năm 3 tháng. Lượng thời gian này đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ được ban hành trong thông tư số 08 cũng như đúng với quy định của Trường Đại học Luật Hà Nội. Cụ thể, điểm B, khoản 2, điều 9, thông tư số 08 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, trong trường hợp đặc biệt nghiên cứu sinh được rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập. Điểm C của khoản 2, điều 9, thông tư số 08 quy định, thủ trưởng cơ sở đào tạo xem xét quyết định cho phép nghiên cứu sinh được rút ngắn thời gian học tập nếu nghiên cứu sinh hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo. Theo Trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2021, ông Vương Tấn Việt đã có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo. Đơn đã được Hội đồng Bảo vệ Luận án cấp trường và được nhà trường đồng ý. Không, cái giờ không được tưởng tượng là nếu mà hôm nay mình đi về không lấy camera đấy thì mình sẽ sống thế nào. Bây giờ nếu như bạn ấy vẫn bảo là không phải bạn ấy thì em sẽ rất là hoang mang, cứ là ai.
Và liệu là cái người đấy, người ta còn có một cái video nào ở đâu đó không? Mới đây, người mẫu Châu Bùi đã chia sẻ về việc bị quay lén trong nhà vệ sinh khi đang thử đồ tại studio ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trong bài đăng, Châu Bùi cho biết, trước khi thử đồ, cô và ekip đã cẩn trọng kiểm tra gương, tường. Tuy nhiên, sau 30 phút làm việc, người đẹp 9X phát hiện chiếc đồng hồ gắn camera quay lén được giấu sau khăn trắng ở nhà vệ sinh. Khi trích xuất hình ảnh từ đồng hồ, Châu Bùi hoang mang khi những hình ảnh nhạy cảm của mình trong lúc thay đồ được ghi lại rõ nét. Sự việc khiến fashionista 9X khá sốc và đã trình báo lên cơ quan chức năng. Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 25 tháng 6 năm 2024, Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lời khai nam thanh niên được xác định đã lắp máy quay lén người mẫu Châu Bùi trong nhà vệ sinh tại studio. Theo đó, nghi phạm 24 tuổi này đã thừa nhận hành vi quay lén người mẫu Châu Bùi, đồng thời khai đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi này. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ thêm lời khai và động cơ thực hiện hành vi của thanh niên này. Cơ quan chức năng xác định người này có làm việc tại studio là nhân sự chịu trách nhiệm chuẩn bị bối cảnh buổi thử đồ. Vụ việc của Châu Bùi đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội và khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người tỏ thái độ bất bình, lên án hành vi của đối tượng đặt camera quay lén. Theo cộng đồng mạng, vấn nạn quay lén trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với người nổi tiếng mà còn của tất cả mọi người, đặc biệt là phái nữ. Bởi hành vi này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, sức khỏe và danh dự người bị hại. Các ý kiến đều cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp này. Trao đổi với báo Thanh Niên, luật sư Trương Văn Tuấn thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc đối tượng đặt camera quay lén Châu Bùi trong nhà vệ sinh là hành vi vi phạm pháp luật. Theo luật sư Tuấn, căn cứ quy định tại Điều 32 Bộ Luật Dân sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, mọi cá nhân đều có quyền đối với hình ảnh của mình. Do đó, hành vi tự ý chụp ảnh, ghi hình người khác và sử dụng hình ảnh mà không có sự đồng ý hoặc sai mục đích như đã thỏa thuận mà gây ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự thì bị xem là hành vi vi phạm pháp luật. Luật sư Tuấn phân tích, đối với trường hợp đối tượng đã thực hiện hành vi quay lén nhưng chưa phát tán, sử dụng thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng theo quy định tại điểm A, khoảng 3, điều 7, Nghị định 144 năm 2021. Căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 102, Nghị định 15 năm 2020, mức phạt cho cá nhân có hành vi tự ý chụp, đăng ảnh người khác lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, người có hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện vi phạm hành chính, tang vật, tức các trang thiết bị điện tử sử dụng để đăng tải các hình ảnh gây thiệt hại cho danh dự, nhân phẩm của người khác. Bên cạnh đó, luật sư Tuấn cũng phân tích về chế tài hình sự. Trường hợp người có hành vi sử dụng hình ảnh, thông tin đã quay lén của người khác với mục đích làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, làm giảm uy tín của cá nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức phạt tù cao nhất lên đến 5 năm. Trường hợp người có hành vi quay lén người khác, sau đó tàn trữ, lưu hành, trao đổi, vận chuyển, mua bán nhằm phổ biến hình ảnh, video quay lén với nội dung nhạy cảm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định tại Điều 326 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức phạt tù từ 6 tháng tới 15 năm. Ngoài những chế tài xử lý này, người thực hiện hành vi vi phạm còn phải bồi thường mọi thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân nếu có, theo quy định của Bộ Luật Dân sự hiện hành. Theo luật sư Trương Văn Tuấn thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, thì để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ quay lén, thì mọi người cần cẩn thận, đề cao cảnh giác khi sử dụng nhà vệ sinh, khách sạn hoặc những nơi công cộng. Trường hợp phát hiện những điều bất thường hoặc nhìn thấy những vật thể lạ có khả năng ghi hình ở những khu vực riêng tư, thì chủ động không sử dụng nơi này và ngay lập tức cảnh báo cho người xung quanh cùng quản lý của khu vực để được giải quyết. Trong trường hợp trở thành nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật, mọi người cần phải bình tĩnh và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng để được can thiệp và hỗ trợ kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.